Vâng, rất vui được gặp lại các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ chi tiết tới các bác một cái dòng kéo chất lượng nhất, đó là dòng kéo 4m, mẫu kéo cắt cành kẹp quả trên cao. Thì đây là một cái dòng kéo mà cũng đã chuẩn bị vụ nhãn, vụ vải và vụ bưởi. Chắc chắn là các bác làm vườn thì bác nào cũng đang muốn tham khảo một chiếc kéo cắt cành. Ví dụ như cây bưởi ở nhà em mà nếu mà không có một chiếc kéo này mà mùa nước đầy thì rất chi là khó vặt. Thì bây giờ em sẽ test thử bằng chiếc kéo 4m này, sau đó sẽ chi tiết về chất liệu để các bác nhà mình được biết. Cái kéo này là chiếc kéo 4m nhé. Các bác kéo dài ra cái chiều tối đa của nó sẽ là 4m. Dài tối đa sẽ là 4m nhé. Em sẽ cắt và test thử quả bưởi. Cái này thì rất chi là dễ sử dụng luôn. Em sẽ test thử cái quả bưởi ở phía trong này nhé. Các bác này, đây là một quả bưởi này rất chi là lặng nhá, một quả bưởi chiêm đây các bác ạ. Thì chiếc kéo này thì em đang vặt ở cái mức độ bình thường đấy, vặt xong các bác sẽ hạ từ từ xuống như này. Thì một chiếc kéo cắt cành trên cao đấy nhá, các bác có thể tỉa được những cái cành ở phía xa khi mà cái vụ thu hoạch xong rồi, các bác có thể tỉa những cành ở trên phía cao này. Đấy, tỉa bớt cành đi, tỉa những cái cành không cần thiết này đi nhé. Và nhất như là các bác mà có một cái quả bưởi ở phía xa ngoài ao này thì cách vặt là quá dễ dàng luôn. Đấy, thì với chiếc kéo 4m này thì đây là một chiếc kéo có lò xo trợ lực. Và cái lò xo trợ lực của nó ở đâu? Đây các bác này, một chiếc kéo 4m này thì em đã dùng rất là lâu rồi nhá. Đấy, phần trong của nó có một cái lò xo trợ lực rất chi là khỏe để các bác này. Phần tay của nó thì sẽ bằng gang nhé. Đây là ống nhôm hợp kim. Và cái phần đen là cái phần đệm để cho các bác cầm tay khi các bác xử lý vặt ở những cái độ cao. Cái kéo này thì bầu bí này, mướp gấp và ổi, tất cả những cái quả trên cao thì các bác đều có thể vặt được. Thì đây là cái mẫu kéo 5m em để bên dưới này nhé. Em sẽ chi tiết về cái mẫu kéo 5m. Kéo 5 và kéo 4 thì nó sẽ giống như nhau các bác ạ. Đây, một chiếc kéo vô cùng là chất lượng nhé. Cái lò xo trợ lực của nó ở đây này các bác này. Tay cầm rất chi là chắc chắn, ống nhôm hợp kim. Cái phần này là phần lưỡi kẹp quả đây. Các bác có thể quan sát cái phần lưỡi kẹp quả. Trong tất cả những dòng kéo thì các bác lưu ý nhé. Cái kéo lưỡi bằng này bao giờ nó sẽ là cái mẫu kéo khỏe nhất trong tất cả những cái dòng kéo. Còn với cái kéo mà lưỡi võng nhá, nó sẽ không khỏe ở cái kéo này đâu. Một chiếc kéo thì sẽ đi cùng một cái lưỡi cưa. Các bác có thể sử dụng để cưa cành to thì các bác sử dụng cái lưỡi cưa này nhá. Cưa được tầm cao độ 3-4 mét. Đấy, các bác mà muốn kéo dài thì các bác hãy ấn hai cái chốt này vào để kéo ra. Thì với một chiếc kéo này thì bên cơ sở em Trường Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu mà khi cần tới cái dụng cụ về đồ nông nghiệp, nhất là một chiếc kéo cắt cành trên cao ở thời điểm sắp sửa vặt nhãn, vặt vải, vặt bưởi thì đây là một chiếc kéo hữu ích nhất nha các bác nhé. 4m. Và bên cơ sở em là bên đại lý chính cung cấp ở khu vực Bắc Giang. Đấy, các bác mà đang cần tới cái dụng cụ này thì hãy liên hệ trực tiếp tới em. Đầu số điện thoại của em thì sẽ là số 0869 054 295 và một số điện thoại nữa là số 0975 531 602. Và khi các bác xem được cái video này, có thể là em nói nhanh thì các bác có thể ấn vào cái phần tiêu đề. Ở đó thì em đã để 5 số điện thoại. Để các bác gọi số nào thì em cũng trực tiếp tư vấn các bác về tất cả những dòng kéo nhá. Dòng kéo có tay lò xo trợ lực, đây là dòng kéo 5m này, kia là mẫu 4m này. Tất cả những cái dòng kéo này khi các bác mua của bên cơ sở em Trường Thảo, em sẽ miễn phí ship 100%. Và là một đại lý chuyên cung cấp dụng cụ nông nghiệp thì các bác đảm bảo sẽ mua được giá tốt nhất. Và hàng thì sẽ là chất lượng nhất trong tất cả các mẫu nha các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Các bác mà quan tâm tới kênh, quan tâm tới nhiều dụng cụ, các bác đừng quên ấn like nhé, chuông và đăng ký kênh. Đó là một cái thông điệp gần nhất để khi em đăng tải một cái video nào, các bác sẽ nhận ngay được cái thông báo để tham khảo những cái dòng kéo chất lượng nhất. Chất lượng từ tay cầm cho tới ống cho tới lưỡi nha các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.